như anh đã biết là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch, cho nên là em rất trân trọng và rất là có tình yêu mãnh liệt vào cà phê, nên là em tặng anh một hộp quà này có hình em, và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này, và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Wow, trời ơi, đất ơi. Xin cảm ơn. Nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á. Nghe Hoàng thật nó tê người luôn rồi, Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó. Con là bây giờ con sẽ đứng ngồi ở đây luôn đấy. Vậy em có cảm nhận khi lần đầu gặp anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là ưa nhìn, có được cười cũng đẹp mà. Nói chung là cũng giống như mọi người của em. Còn về anh ạ, nhận xét em như thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Sao nó ghen nhau ngọt dữ vậy trời. Dạ, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn. Bây giờ thì nhà gái nhà trai chỉ cách có cái hàng rào thôi. Hai bên nói lớn lên để mình cảm nhận từ ngay lúc này nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào bạn chơi. Em xin giới thiệu là em là Lương Văn Hoàng, quê ở Hà Tĩnh. Và em đến đây tham gia chương trình này. Hồi học quá. Lương gì? Tên em là Lương Văn Hoàng. Lương Văn Hoàng. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi. 24, hiện nay làm việc ở đâu? Em làm việc hiện tại bây giờ đang ở An Tây. An Tây Bến Cát Bình Dương. À, làm Bình Dương, làm công việc gì? Em là nhân viên kỹ thuật điều hành máy. Máy để sản xuất ra giấy. À, máy sản xuất ra giấy. Mời nhà gái. Bên nhà gái mình giới thiệu lớn lên cơ. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Văn. Và chào bạn Hoàng bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Mai, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang kinh doanh chuỗi cà phê sạch. Và bên cạnh đó em còn kinh doanh online nữa ạ. Năm nay cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, năm nay con 24 ạ. Hoàng có ưu điểm, khuyết điểm gì? Con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc. Hay giúp đỡ bạn bè anh em. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp hả? Được. Rồi có những khuyết điểm gì? Có thể là trong công việc người đó có thể lớn tuổi hơn con, biết cái này con chỉ cho họ, nhưng mà con hơi nóng tính tí, nhưng mà là sau họ đúng không? Dạ, không phải là la, nhưng mà chỉ mà trên đôi lúc là hơi to tiếng. Hơi to tiếng. Sau lúc đó là bình thường. Đối với người lớn tuổi con lo to tiếng họ. Dạ không. Đau khổ lắm. To là chỉ to 1-2 tuổi thôi. Chứ to như chú mà con lớn tiếng rồi chú buồn khóc luôn. Chú Quyền Linh là người con hâm mộ nhất rồi mà. Ôi giời, cảm ơn con. Làm chú tổn thương. Rồi còn Mai, bên đây con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi con. Dạ, điểm mạnh của con là rất là thích hát, nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút thôi. Còn điểm yếu thì rất là nhiều luôn. Đôi khi cũng hay nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Đi đường là rất hay bị quên đường luôn. Và rất thích đi du lịch nhưng mà bị say xe, nên là chưa được đi du lịch đâu hết. Rồi nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Em trải qua chỉ một mối tình kéo dài 3 năm mà. 3 năm là dài rồi đó. Nhưng mà sao 3 năm rồi mình chia tay vậy? Có thể là vướng mắc về phía gia đình. Mình không thuyết phục gia đình hả? Hay là tình yêu dạ chưa vậy, đủ lớn? Dạ chắc cũng một phần vậy, với có thể rằng là yêu xa hoặc là khoảng cách về thời gian. Xa là xa không? Xa tầm khoảng tầm 100 cây à. Trời ơi, 100 cây gần quá. Còn con thì sao nè? Dạ con thì trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên. Thích thì mình cứ quen thôi. Dạ, đúng thôi bỏ qua đi. Dạ. Mối tình tiếp theo nè. Dạ, mối tình tiếp theo là trong lúc mà con đi giao cà phê thì có gặp một anh. Thì anh ấy cũng chủ động nhắn tin thì hẹn gặp, nhưng mà khoảng thời gian đó thì cả hai đứa đều vì áp lực của công việc á, cho nên khoảng cách nó cũng xa hơn, và anh ấy cũng làm ở xa nên là chỉ dừng lại mất tình bạn thôi. Do vậy là cái mối tình của tụi con là phân phớt thôi đúng không? Dạ, phân phớt bụi phấn thôi gì? Dạ. Rồi vậy giờ cô muốn biết là cái tiêu chuẩn mà người yêu của con là như thế nào, để cô coi bên nhà trai họ có đáp ứng được không nha. Dạ, tiêu chuẩn thì khuôn mặt ưa nhìn, và đặc biệt con thích có nụ cười đẹp. Chào con. Rất ưa nhìn, nụ cười rất đẹp. Nhìn đó con, cười có nụ cười rất đẹp. Đó. Được rồi đó con, cô thấy được rồi đó. Dạ, cao thì hơi cô một xíu là được rồi. Con cao nhiêu? Con cao 1m65. Rồi xong. Dạ. Quá được luôn, rồi gì nữa nè. Phải gọn gàng sạch sẽ. Con có gọn gàng sạch sẽ không? Hồi nãy mà. Con có nói rồi dạ, đúng không? Rồi. Đó là ưu điểm của con. Đó là ưu điểm của con. Dạ. Ưu điểm con ơi. Mặc áo ủi lăng o luôn thấy không? Không hút thuốc. Nhậu thì lâu lâu thôi chứ không có nhậu mà quá. Con có vậy không? Con có thể uống bia và uống rượu.
Nhưng mà con có lầy không? Con không lầy. Không lầy đúng không? Biết điểm dừng đúng không con? Dạ. Ừ. Mà dường như là hai đứa tụi con có cái khuôn mặt phu thê sao? Wow. Thiệt, cái đó cô nói thiệt. Giờ giống Nguyễn Linh ạ. Mặt rất là nét. Phu thê không? Phu thê dễ đồng sợ đà ha. Ừ. Mặt dễ nhớ lắm. Dạ, cảm ơn. Ta gọi là gương mặt điện ảnh đó. Dạ. Dán tóc lên cho nó sáng cái mặt chút xíu. Đó. Lấy cười đó. Tươi như thế. Theo con thì người mà cùng đi với con suốt cuộc đời là người như thế nào? Theo con thì đó là chỉ cần một người cao đến 1m50 trở lên là được rồi. Dư xăng. Dư đúng không con? Dạ. Dư. Có thể rằng là quan tâm và chia sẻ cùng con. Sao con? Cái này phải hỏi con. Dạ. Có con gì cũng cần một người đàn như ông vậy quan tâm phụ nữ quan tâm lại thôi. Mình giống như cái gương vậy đó, mình cứ quan tâm người ta chắc chắn là quan tâm lại thôi, đúng không? Dạ. Giờ Vân nghĩ là chắc phải hỏi người thân. Đúng rồi, hỏi cái người thân đi. Ừ. Con đi với ai? Dạ con đi với anh trai ạ, anh Phong. Anh trai. Anh trai đâu? À. Rồi. Trời hot boy kìa chưa? Cứ nhìn anh ra em nha con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Mà bạn cùng chơi và tất cả các vị khán giả. Con là anh trai ruột của Mai. Mai thì sống tình cảm, còn đôi lúc thì Mai hơi kỹ tính một xíu. Mình nhận xét bạn trai là hiền, thật thà. Và cái ngoại hình thì rất là ưa nhìn. Cũng mong muốn là Mai với bạn trai mình cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Hoàng đi với ai? Em đi với bà ông anh đồng nghiệp. Em chào chương trình Bạn Muốn Hay No. Em chào hai MC. Chào bạn cùng chơi. Em là anh làm chung với Hoàng. Hoàng thì đi làm công việc thì rất là vui vẻ, năng động, cũng chịu khó giúp đỡ anh em. Anh đi theo em đến đây thì anh chẳng có gì hơn, anh chỉ có muốn em là bấm chuông nhanh nhanh á. Bấm chuông nhanh nhanh đó phải không? Em có một cái cảm nhận gì về bạn nữ bên này? Anh thì thấy đẹp gái em ơi. Anh thật thà quá. Được anh rồi. Thật thà còn hơn bạn Hoàng nữa. Rồi bây giờ thì thôi để hai trẻ gặp mặt đi nha bà mối nha. Cảm ơn bà mối đó, giới thiệu đàn gái quá dễ thương. Tôi cũng cảm ơn ông mối giới thiệu đàn trai quá đáng yêu. Rồi nghe. Vậy chúng ta mở rào. Bắt chào đầu em. Đi Hoàng. Chào em. Tấn công liền. Đứng lên con, đứng lên. Chào em. Anh đến đây có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Là một cây son ạ. Cái màu này con thích không, Mai? Dạ, con rất thích ạ. Em không thích thì cố gắng thích nhé. Dạ. Lần sau về anh có thể mua cho em nhiều hơn. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em nhé. Anh có thể mở ra xem không ạ? Wow. Dạ. Như anh đã biết á, là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch, cho nên á, là em rất trân trọng và rất là có tình yêu mãnh liệt vào cà phê. Nên là em tặng anh một hộp quà này có hình em. Và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này. Và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Quá trời của đất luôn. Anh xin cảm ơn. Nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á. Nghe Hoàng nó tê sự. Người luôn rồi, Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó. Con làm bây giờ con sẽ đứng ngồi ở đây luôn đấy. Vậy em có cảm nhận khi lần đầu gặp anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là ưa nhìn. Con được cười cũng đẹp mà. Nói chung là cũng giống như mọi người của em. Còn về anh ạ, nhận xét em như thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Sao nó khen nhau ngọt dữ vậy trời. Dạ, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn. Như vậy thì về với em thì em sẽ pha cho anh một ly cà phê thiệt là ngon vào mỗi buổi sáng ạ. Hôm nay em đến chương trình này thì em cũng rất là thích hát luôn, nhưng mà mặc dù là hát không có được hay, nên em sẽ gửi đến anh Hoàng cũng như là cô Hồng Vân, chú Quyền Linh cùng tất cả mọi người ở đây một ca khúc được mang tên Nếu Em Được Chọn Lựa. Nếu Em Được Chọn Lựa. Dạ. Hoàng đứng lên đứng kế bên Mai đi. Đó. Vậy có thể cho anh nắm tay em hay cho quá bớt đúng không? Chủ động hết Hoàng à. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi,
Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Em xin hết ạ. Và đến với nhà gái thì con xin phép chú Quyền Linh, con cũng hát chỉ cần một đoạn thôi. Không được. Con sẽ hát bài dành cho em. Dạ. Tự nhiên con sẽ hát bài dành cho anh là sao? Không. Anh sẽ hát bài dành cho em. Anh sẽ hát bài dành cho em. Tập trung vào đối phương đi, đừng tập trung bên đây nữa. Dạ. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu anh trao em khiến em thay đổi, bình yên trong em thức giấc nhớ em, viết lên bao câu chuyện. Con xin hết ạ. Em cảm thấy thế nào? Dạ em cảm thấy rất là rồi, được rồi. Hai đứa về ghế đi, ngồi nào. Hai đứa này là tối nay nó rủ nhau đi karaoke chắc luôn nè. Vậy theo em về quan điểm về một người chồng của em tương lai như thế nào? Dạ thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ. Thứ hai là nói chung là phải nghiêng về gia đình nhiều hơn. Sau giờ làm việc thì phải về nhà cùng nhau nấu cơm. Anh cũng vậy, anh thích rằng là mỗi buổi chiều cho dù em đi làm về đúng không? Anh đi làm về có thể buổi chiều về nhà ăn cơm. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Còn đối với em thì tầm 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh trong vòng sang năm sau thì như thế nào? Xem thử cái tình cảm của hai đứa có đủ lớn hay không. Công việc cũng như là cái kinh tế nó ổn thì mình sẽ tiến tới. Và mỗi ngày hy sinh vì nhau một chút thôi, dành tình cảm cho nhau như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Mình tưởng tượng 2-3 năm nữa mình tiến tới hôn nhân đi. Rồi quan điểm về con trai con gái như thế nào, trao đổi luôn đi. Tiền về ai giữ? Tiền thì em giữ thì Tiền là em giữ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con anh giữ hả? Con em cũng giữ luôn đúng không? Nếu mà cả hai cùng giữ. Tiền là em giữ thì con em cũng phải giữ luôn. Không nói vậy nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp và chia sẻ cùng nhau được. Dạ. Dạ tính sanh mấy đứa nè. Dạ theo em thì một gái một trai. Ồ. Được như vậy thì ai cũng vui mừng rồi. Anh em hỏi xíu, anh có thích ăn hải sản không ạ? Dạ, em thì không ăn được ốc, tại vì em ăn vô thể sẽ bị ói. Vậy là trừ ốc ra đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh sẽ mua hàu được không? Dạ không ạ. Hàu, ốc, hến, nghêu, sò. Hai đứa ấy, nói với nhau một câu gì đó tận đáy lòng của mình, nói về người đối diện, nói gì về những cái gì mà mình mong muốn mình nói hết trong ngày hôm nay nha. 30 giây suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói. Bây giờ gặp một người xinh đẹp như em thì anh cũng không biết nói gì hết, ngoài sự chân thành của anh, ngoài sự đảm bảo yêu thương và trao đến cho một người thì anh đủ can đảm để lo cho em điều đó. Thì em rất là thích anh về ngoại hình cũng như là cách trò chuyện của anh. Cũng mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó sẽ tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Hết thời gian. Hãy để tay nước bấm và chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 3, 2, 1. Thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Bấm đó. Bấm hết luôn. Chúc mừng. Rất hợp lý. Cần có tem được không? Rất hợp tình, rất hợp với lẽ trời. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời mà chú Linh nghĩ rằng là hai con đã chọn đúng thời điểm đó. Thôi bây giờ Hoàng nè, Hoàng hãy hướng về ống kính. Ở đó ba mẹ và gia đình của Mai đang xem. Hoàng hãy xin thưa và gia đình hãy cho phép tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu rồi tiếp tới con làm cái gì đó, nói đi. Con xin chào bố mẹ của Mai. Con là Hoàng. Nếu như ba mẹ cho chúng con tạo điều kiện giúp đỡ là nguồn động lực để cho hai con tiến tới một tình yêu đẹp đẽ và có một kết thúc có hậu, em xin phép anh trai cho em thơm lên thơm lên mái tóc của em được không? Vậy anh trai có nguyện cho em không? Tức là cho em hôn má của em Mai thôi.
Em có thể nhắm mắt lại dùm em được không? Dùm anh ấy. Dùm anh. Như vậy thôi. Hai bạn này rất là e ấp nè.